theo tất cả mọi người, mình tên là Kazu của nhóm Double Vision. Bây giờ mình đến gần trung tâm thương mại Takashimaya nè. Đây là số 62 con thắt thiệp là gần trung tâm thương mại Takashimaya. Tại sao mình đến ở đây? Tại vì là đây có một món ăn đặc biệt nè, khứ thiệu mỹ tho nè. Tiệm này được giới thiệu tiệm mặn nè, là top 21 khứ thiệu ngon ở thành phố Hồ Chí Minh nè. Nên chắc chắn ngon nè. Nên là ăn thôi nha, đi thôi nha. Yeah, bye bye. Ngồi nha. Trời ơi, một to là khứ thiệu. Là bây giờ đập vào chung cư này nha. Không khí là rất là thoáng nha. Đẹp. Hơi là cũ nè. Nhưng mà cái này là đẹp nè. Là truyền thống. Là chung cư này là được xây bao lâu rồi nha. Không biết. Tiền này là có từ năm 1946 đến bây giờ. Này bưng trong giùm con cảm ơn con hỏi đi. Tới rồi nha. Wow, có vẻ ngon nha. Và lần đầu tiên mình thấy phút thiếu như thế này. Wow. Khứ thiệu này là của Mỹ Tho nè. Mà mình chưa bao giờ đi Mỹ Tho nên không biết Mỹ Tho là ở đâu. Miền Tây. Nhưng mà không biết như thế nào. Cái này là có một điểm đặc biệt. Nước súp cắt chua. Không phải là bình thường. Có thể là cứng cố một cặp cà phê đi nên hơi cứng dễ nhé. Là tôm, là heo, thịt heo và mình đã gọi là khứ thiệu mỹ tho kho rồi, nó không có nước. Tại sao thì nó phải chọn nhiều quá, không thể chia nè, nè, càng đổ nước này, ngon, bây giờ có hương vị nhiều loại, là hương vị biển nè. Ngon. Ngon nha. À, cái gì đó? Đợi hỏi. Cà dư. Cà dư. Không thích sốt cà chua. Tại vì là vị chua rất nhiều. Nhưng mà nước sốt cà chua này là không có chua. Mà chút chút thôi. Hơi hơi vị ngọt nha. Và tạo đổ là đổ nước này nghe và hợp nhau. Nước dùng này là thịt heo nè, ngon. Tại vì là của mình có bị ramen thì nước dùng thịt heo nè. Nhớ quê hương mẹ ơi, khứ thiệu mỹ tho là ngon nè. Hãy ăn thử nha. Sao là hiểu rồi, hiện nay là không vào Việt Nam à? Không vào được Việt Nam à? Không sao, đi cắt đi đi. Cái này là lồng thịt heo là ngon. Yeah.
vị ngọt và vị miếng này là ngon này. Bây giờ hiểu rồi nè, tại sao tiệm này là có nhiều người thích hợp. Này có một điểm đặc biệt nè, không phải bình thường xôi xú thiếu, là một điểm khác, đó là xôi xú thiếu này là hơi hơi dai à. Nghe nói là theo Google là này là 401 điểm nè, nhưng mà theo Hoa Dư là 406 điểm và bảo không kỹ này nè là cũng ok đúng không nha. Rất nhiều này cái này là hơi đậm bẹn á, nhưng mà không sao. Cái nước súp cà chua này là hơi bị ngọt nem hợp nha, hợp nha quá, đổ nhiều bỏ nhiều nước rồi nhé, cho nên là giống như là hủ tiếu nước nha. Cái này là ngon nè. Và cái này và tổng này tất cả đồ món ăn này là tươi nhé, tại vì là có nhiều thức hàm nên đồ món ăn đồ là tại có nhiều nhé, ăn rất ngon và tươi. Và rồi là mọi người hãy đến đây nhé, chúc mọi người thấy ngon. Và mọi người ơi, cảm ơn đã xem chương trình này nhé. Thích video này thì hãy like, share và subscribe nhé. Như thế là các bạn nhớ đều lưu sử. Bye bye.